Chặt con tim nhức nhối vậy ngàn câu dối trá, cố gắng trốn thoát khi con tim quá yếu đuối, đến lúc đôi tay xa rời lòng quặn đau sôi bầy, mong yêu thương thôi sẽ không xa xôi. Đủ uống say ta e một chút đắng, bỗng thấy ánh mắt ai sau đêm nay chỉ là bóng tối lạnh lùng. Có hay không đôi tay ai kia vẫn mãi xa xăm, thiên đường là đây mà cách xa, thiên đường là đây tìm hoài không sao níu lấy. À đâu lâu quá bên nhau mỗi phút trong môi hôn nồng nàn. I don't know why mưa thấm bên khóe mắt ai quá muộn màng, đôi chân bước đi nhẹ nhàng bước không vội vàng ở bên cạnh em. Trên con phố đó còn dài bóng dáng mệt nhoài cô đơn đánh mất nhau. I don't know why, I don't know why, I don't know why, I don't know why, I don't know why. Bên nhau mỗi phút trong môi hôn nồng nàn. Vương Sĩ Tuệ đã hoàn thành phần biểu diễn của mình. Không biết là bây giờ thì Tuệ đã cảm thấy bớt hồi hộp chưa? Cũng sơ sơ thôi. Thực sự thì đứng trên sân khấu này cũng hồi hộp thật quý vị ạ. Cho nên là bản thân Trâm cũng do có một chút hồi hộp mà đã có một sự nhầm lẫn với tên của chuyên gia khách mời của chúng tôi ngày hôm nay. Đó là ca sĩ Ngọc Khuê. Một lần nữa Trâm xin lỗi chị rất là nhiều. Bây giờ thì xin mời chị Ngọc Khuê sẽ đưa ra lời nhận xét cho phần biểu diễn vừa rồi của Sĩ Tuệ ạ. Đến ngày hôm nay thì chị Ngọc Khuê phải khẳng định rằng là chị Ngọc Khuê đã không chọn nhầm Sĩ Tuệ để trao cho em ngôi sao ngày hôm qua. Hôm nay em làm rất tốt. Chị rất thích phần trình diễn của em ngày hôm nay. Ngày hôm nay em rất ổn định về tâm lý. Bài hát này là một bài hát rất khó để thể hiện được cảm xúc và để khoe được kỹ thuật, nhưng mà em đã làm được. Cái quãng bài hát này rất là rộng và em đã chuyển từ giọng thật của em lên cái giọng giả thanh rất là nuột, và chị rất là thích cái phần trình diễn của em. Chúc mừng em. Xin cảm ơn ca sĩ Ngọc Khuê. Không biết là với giám đốc học viện anh Huy Tuấn thì anh đánh giá như thế nào ạ? Tôi cũng khá là đồng ý với Ngọc Khuê, bởi vì đây là bài hát thực sự không dễ dàng gì cho ca sĩ trình diễn, bởi vì nó cứ cái quãng nó nhảy quá rộng và người hát cần phải có một cái bản lĩnh rất là vững khi trình diễn nó, bởi vì nếu không thì lúc mà chuyển giọng giả lúc sang giọng thật nó sẽ không được nhuần nhuyễn như vừa rồi bạn Tuệ làm. Rõ ràng là phần trình diễn của bạn Tuệ rất là ấn tượng. Xin cảm ơn anh Huy Tuấn. Còn với anh Alex thì anh đánh giá như thế nào ạ? Có một điều Alex muốn nhắc. Yes, tiết mục hôm nay của em, anh thấy là em rất là thoải mái. Và chắc là ngoài mọi người, chỉ là anh Huy Tuấn thì biết là Alex cũng học hát. Tại vì Alex yêu mến âm nhạc.
right? Alex đam mê là dance, mà mình lúc nào cũng nghe nhạc thì Alex rất là thích head voice. Em di chuyển từ head voice qua mixed voice. It's really cool. Anh rất là thích cái đó. Mà có một điều Alex muốn nhắc là tại vì em như có một vài thí sinh trong Học viện Ngôi Sao hát tiếng Anh. Và anh biết là anh Huy Tuấn và Ngọc Khuê lúc nào cũng nhắc đến phát âm. Anh nói về phát âm tiếng Việt và phát âm tiếng Anh. Tại vì Học viện Ngôi Sao, Star Academy, là một chương trình nước ngoài. Và chương trình Học viện Ngôi Sao không chỉ lên sóng trên TV Việt Nam, mà cũng lên những cái truyền thông giống YouTube, Facebook. Thì tụi em nhớ tập phát âm. Tại vì lúc mình lên những cái truyền thông như vậy, sẽ có khán giả nước ngoài nhìn. Mà anh thì muốn là mọi người, khán giả nước ngoài, biết là Việt Nam có khả năng không chỉ hát tiếng Việt, mà có khả năng hát tiếng Anh. Ok? So, trong quá trình tập, em, những thí sinh nào cần nói tập tiếng Anh, thì nói tập tiếng Anh với anh. Ok? Wow. Ok? Và ngược lại, tụi em phải tập tiếng Việt với anh. Xin cảm ơn anh Alex. Như vậy là Học viện Ngôi Sao không chỉ là một sân chơi âm nhạc mà còn là một cơ hội luyện ngôn ngữ cho cả chuyên gia và cả những học viên của chúng tôi nữa, phải không ạ? Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã xem được phần biểu diễn của hai học viên trong nhóm xuất sắc và cả hai bạn đều đã làm khá tốt phần biểu diễn của mình. Hy vọng là học viên cuối cùng cũng sẽ làm được như thế.